quan thế hộ đàn trang bị sĩ kiếu và vô chướng ngại cấm kết giới chân ngôn. Bình trăm phạt dài giang phúc tùng lâm bao nhiêu ma quỷ.
quỷ tiệm sắp cõi ngoài. Nay thầy bạn từ nhân dân đã tâm trai phúc đành đưa đến trong ngoài phúc thêm. Hai ngôi hư bằng chương tình nhưng đời tha thiên tâu trình kính dâng. Vẫn chơi năm kỷ hợi niên tháng chín ngày mười bốn giờ tốt đương đàn pháp sự thần xá bốn vấn làm. Thế thưa thanh ý truyền càn khôn thiết lập trai đàn thỉnh thế tôn bao cái chàng phan đông pháp hội xa môn bộ đao tốc khai môn. Sớm ra tăng trì trượng đáo tam quan Phật Hóa Di Đà rụng rượng xuân kích phá môn đỉnh tam thập trường. Tà ma ngoại đạo tận quy hàng thiên tướng thiên binh phủ đệ tử lưu ân giáng phúc đáo tam quan. Chỉ pháp chú nghiền đàn tà hữu vân ban đạo tràng vân la tập đàn dĩ viện minh minh đăng trúc dĩ giao ra pháp nhạc phu trần ai ai nhang hoa nhi đâu thể. Bài viện dị trang nghiêm khủng hoảng ai chi huế trường
vàng tơ pháp thủy quang sái đàn tràng nhất trích tài chiêm thập phương câu biết nghe Phật giáo tạng trung hiếu sái tịnh đàn tràng đà na ni chân ngôn đàn vương thị tụng
đàn tràng đất thanh tịnh Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Phổ thịnh đại chúng dĩ khẩu đồng âm chiêm ngưỡng đại thừa tam khai khoa giáo chiên đàn đã Bồ Tát Ma Tát.
ngọc tu di tứ thiên hạ ngược luôn nhật nguyệt bát kim cương. Tam thiên thế giới chân sâu thế thất bảo lâu đài bích ngọc trang. Hóa tạng trùng trùng hương ai thí nhân thiên vi liễu pháp trung vương. Hoàng phục ma được bàn kết trừ tận vô dư. Linh đình kiền kích kiền là truy tỷ hiệu văn đương. Chú yêu văn pháp nhân đố lưu sinh thứ hải văn thử diệu pháp âm tấn giai vân lai tập. Nam mô vân lai tập Bồ Tát Ma Tát. Nam mô vân lai tập Bồ Tát Ma Tát. Pháp tượng ưng thông đạo tràng khai trương lục tăng đáo thử phi tỷ tầm thường. Phật thân sung mãn như thế giới phổ hiện nhất thiết quần sinh tiền. Tùy dân phó cảm phi bất chu nhi hằng sứ thử bồ đề tọa. Nam mô đăng bảo tọa Bồ Tát Ma Tát. Nam mô đăng bảo tọa Bồ Tát Ma Tát. Tịnh pháp giới chân ngôn. Chí tâm tán lễ
cơ tập án Tây Phật án ông khuyên dây chuyển Đông Độ Tố Ấn Sư Hoàng Nghĩa hiện chiết thi phán thành trướng sở tam thừa phân đốn kiện ngũ sao định công thủ quỳ thần phong long tiên hộ đạo mê á phiêu việt chỉ án hồng trừ nhiệt chân nam lỗ nhược quy quy lăng diệt tiêu diệt địa ngục. Chí tâm tam thế thân giả ra trong đường tốc tôn ngũ đức sư nộp hỏa nã lời sinh á vị sư nghiệp an á hồng hoàng pháp phi thủy giao vô ti công trần cường yến tỏa tích ca tính sứ gia tân phục kệ chiếu an á hồng tô ấn thương chuyển võ nhược quý năng tiêu diệt. Kỳ thân hoàng sắc an á hồng phóng quang minh hồng hồng an ma ni hồng thủ ấn chấp trì hàng ma chủ thủ ấn chấp trì ma ni bảo thủ ấn chấp trì diệu nghiên hoa thủ ấn chấp trì luân thương đao thủ ấn chấp trì thiên phật luân an ma ni hồng chúng đẳng trí tâm an á hồng xứng tán đế hồng hồng an ma ni hồng nguyện ngã phật tử bi tác chứng thank you.
tiền thanh tịnh chung di khẩu cộng tiên dương nam ma đi bát tinh hồn 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 ma vô cấu vô nhiễm thân bằng sắc ca đình tới vô lượng thọ tôn Phật vĩ đại ai mang đi chúng sinh nguyện tứ tử bi thủy gia hộ an gia vũ Phật gặp vô chi an na hồng ma ba đại bi đô hữu tình hồng ma hồng ma an ma đi hồng đi là xuất sinh an na quốc an na hồng ba tất cả bất công địa nhân thiên thành hồng hồng an ma đi hồng đồ từ đại thánh thần chú lực lượng đằng hà xa bất tư nghị nhược nhân đi pháp thụ chi giả năng mãn tập chủng ba na mật trừ dĩ thử đàn chàng tất thanh tịnh
địa Bồ Tát ta ta. Thầy thù nam tư chân pháp giới vô lượng tam bảo chúng thánh hiển ngã kim vô thi tế quần sinh nguyện tư từ bi mật gia hộ. Ngân bạch tây phương hoa chu tịnh hiệu tử tôn hiệu a di đà cư cực lạc giới độ nhân khải tứ thập văn huyền tiếp vật khai thập lục quan môn từ vân biến phú ư tam thiên pháp vũ phổ chiêm ư xa giới. Thánh trung đại thánh vương trung pháp vương nguyện khai tử mẫn chi tâm giáng phó kỳ đảo chi tình pháp vương thánh vương nan khả xứng dương thị dạ tức hiểu vị Việt Nam quốc à giáng thu thiên tiến lễ long vân cánh hội thỉnh Phật là tuyên kinh mong sơn trần tế thi thực cô hồn khắc cầu quốc thái dân an chúng sinh an lạc chư nhân chư gia tín đồ Phật tử nhân dân thiệt nam tín nữ chung đẳng bình an nhân khang vật thị dũng xuất hương hoa năm trà quả thực thiên mẫu nhất diện tứ thi phóng quang minh thượng nhị thủ ấn chỉ diệu hương hoa đăng trà quả thực hạ nhị thủ ấn quân tương giao hồng hồng an ma đi hồng thế nhị đà đức đăng đàn khai hoa kết ấn gia trì hiển vị chân ngôn thank you.
sinh sơ xuất sinh sơ hữu trùng trùng vi diệu hương phục hiện thừa sư tâm bảo di nguyện từ bi ái đàn độ giảm gần nhiều ngã.
Phật từ bi ai đạo độ, nhân duyên từ tinh so xuất sinh so hiếu trùng trùng vi diệu, hóa phụ nghiêm thường dư tâm bảo di nguyện từ bi ai làm chủ. Phật từ bi ái na tu nhân duyên từ tính sở xuất sinh sở chung chung vi diệu trà phụng hiến thượng sư tam bảo di nguyện từ bi ái na thủ thánh nhị vị tôn đức khai hòa tiếp ấn điểm tịnh chân ngô. Trùng trùng vi diệu trà phụng hiến thượng sư tam bảo tôn duy nguyện từ bi ai làm thụ thính nhị vị tôn đức dâng trà thượng tiên. Thank you.
tràng phật nguyện ngã phật tử bi ai là thổ nhất duyên từ tinh xa thuật sinh sa hữu trùng trùng vi diệu thường phụng yên tổng sư tam bảo di nguyện từ bi ai làm thổ thế ca nhị vị tôn đức dâng thực thường tiếng chịu tội nỗi khi xưa đã làm sân si tận
đỗ gian tham tự tác tự thụ đành cam phận mình. Hôm nay bố thí chúng sinh thỉnh triệu thập loại nghe kinh đạo màu ăn rồi khuyên bảo cùng nhau tiền vàng quần áo trước sau chia đều. Phép phần biết ít hóa nhiều lòng thành tiên lễ cầu siêu đẳng hồn. Muốn nhờ đại đức ngây từ tôn tụ dụng bao mãn cô hồn siêu sinh phù hộ cho nhân dân cùng thầy bản tự chùa được hiển vinh đồng gia được hưởng an ninh thọ trường. Nam mô sinh đệ tổ Bồ Tát Ma Tát Nam mô sinh đệ tổ Bồ Tát Ma Tát Nam mô trung thượng diệu thực nguyện từ trái thực biên phát giới phổ thí quỷ trung đắc bảo mạng nguyện từ trái thực biên pháp giới phổ thí quỷ trung đắc bảo